cùng Finaxi và ở chuyên mục Finaxi Review về tình hình thị trường hàng ngày. À, thì đó. Ok. Rồi, ok thì trước tiên chúng ta cùng điểm lại cái đôi nét về tình hình thị trường của phiên hôm nay các anh chị nhé. Rồi, thì kết thúc phiên hôm nay thị trường chúng ta ha, cho thấy một cái dấu hiệu theo mà thống kê thì cho thấy cái dấu hiệu dòng tiền đầu tư thì khá là suy yếu khi chỉ có 3 trên 19 nhóm ngành ngày hôm nay tăng điểm thôi ha. Thì và bên cạnh đó khối ngoại ngày hôm nay họ cũng tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn là HOSE và HNX. Đó. Thì tuy nhiên á, thì có một cái điểm đáng chú ý đó là ở cái phiên gần chiều thì có một số cái gọi là dòng tiền có thể là dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân ha, cũng có thể là một số cái quỹ họ bắt đầu có cái dấu hiệu. À, bắt đầu có dấu hiệu thì dấu hiệu gì mua hay bán thì chút xíu nữa mình sẽ cùng đi sâu vào ha. Thì hôm nay á, thì cái khối lượng thanh khoản mà nó tăng khá là nhiều ở cái vùng 1230 á, thì nhiều người nói nó là có cái dấu hiệu bắt đáy ha. Thì với cái tín hiệu này á, cùng như cái firm chạc index trong cái kịch bản trước đây, cái kịch bản ở cái phiên trước á, thì khả năng là trong cái phiên sắp tới thị trường chúng ta sẽ tiếp tục swing trong cái đoạn cái vùng từ 1230 nha cho đến 1250 60 nha. Thì mọi người chú ý cái đoạn này ha. Thì như kịch bản trước đây, kịch bản các phiên vừa rồi á, mình có nói á, thì khả năng thị trường của chúng ta là nó đoạn này là đang ở sóng năm sóng chéo, nên cái việc mà nó swing giật lên giật xuống đó, nó là việc xảy ra rất là thường xuyên luôn ha. Rồi kết hợp với lại cái diễn biến phức tạp của tình hình của cái Covid nữa ha. Rồi nên là cái thời gian sắp tới mọi người cần phải cực kỳ thận trọng trong cái quyết định đầu tư của mình ha. Rồi và đặc biệt ở giai đoạn này thì các anh chị cũng có thể là cân nhắc cái việc là chúng ta tái cơ cấu danh mục ha. Nếu danh mục chúng ta có những con cổ phiếu nào mà yếu ha, coi như là những con cổ phiếu nào nó không chạy nổi thì tốt nhất là mình nên hạ tỷ trọng nó đi ha. Và còn đồng thời và thay vào đó là chúng ta theo dõi và bắt đầu có thể là canh những cái cổ phiếu mà nó đang tích lũy và có dấu hiệu dòng tiền đổ vào ha, thì mình có thể là canh cơ cấu vào cái con đó. Tuy nhiên đoạn này mọi người nhớ chú ý nha, vào vào theo tỷ trọng hợp lý ha, vào từ từ chứ không phải là chúng ta all in hết một lượt ha. Thì ngày hôm nay á thì chúng ta có một số cái cổ phiếu có tín hiệu ha, như là TP Bank thì đang cũng có tín hiệu tích lũy nè ha. Rồi các cổ phiếu ngày hôm nay ha, cái ngược lại với cái phiên trước ha, Hòa Phát và giảm điểm thì ngày hôm nay Hòa Phát lại là một trong những các cổ phiếu giúp giữ cái nhịp tăng của thị trường ha. Tiếp theo đó là CTG, thứ ba là HD Bank, thứ tư là TP Bank, và cuối cùng là ACB nằm trong cái top các cổ phiếu đẩy chỉ số. Và ở chiều ngược lại, các cổ phiếu đạp chỉ số giảm xuống đó, đứng đầu đó là Vietcombank ha. Thứ hai đó là cái con cổ phiếu mà ngày hôm nay mọi người nhắc đến rất là nhiều, đó là Vinamilk. Vinamilk đúng không? Và thứ ba đó là Vinhome, thứ tư đó là BID ha. Rồi ok thì thì công việc chính của chúng ta hôm nay á, thì ngoài việc phân tích các cây cổ phiếu ha, kéo chỉ số tăng cũng như là làm cho chỉ số giảm, thì hôm nay thì mình cũng muốn nói thêm một chút về các về cái tình hình vĩ mô của chúng ta ha. Ok thì mình cũng xin điểm qua đôi nét về một số cái yếu tố vĩ mô trong cái phiên hôm nay ha. Thì cái điểm nhấn lớn nhất về cái yếu tố vĩ mô phiên hôm nay á, đó là cái thị trường đang dấy lên một cái mối lo ngại về lạm phát ha. Chính điều này đã khiến cho cái giá vàng ngày hôm nay nó bật tăng mạnh ha, lên đến gần 1.6% 1.59% trong cái phiên hôm nay. Thì tiếp tục cái tức là sau cái nhịp tích lũy ha, một cái nhịp nghỉ của vàng
của chặt vàng thế giới ha, khiến cho cái chặt vàng ngày hôm nay là theo cái đây ở mình có làm một cái thống kê về vàng ha. Thì đây sau khi trải qua một cái chuỗi khoảng 2 tuần, 2 tuần tích lũy đi ngang ha, và có cái phiên, một số phiên điều chỉnh ha, thì vàng đã bật tăng mạnh trở lại ha, và đến bây giờ chạm đến ngưỡng là 1.838 đô rồi ha. Đó. Thì có thể nói là với cái kịch bản thì trước đây mình cũng có phân tích cái đồ thị vàng thế giới, thì cái khả năng là vàng bây giờ nó đã rất ao ra khỏi cái kênh giảm này rồi ha. Cái nhịp trước đây là nhịp này là nhịp rất ao giả ha. Thì cái đây là cái kênh chính của nó nè, thì vàng bây giờ nó đã rất ao qua khỏi cái kênh giảm rồi ha. Thì trước đây đó mình có một cái bài cũng chia sẻ về cái việc là về cái quan điểm mình về vàng á, thì đợt đó là mình có cho cái điểm vào vàng ở cái vùng giá 1740 tới 1750 ha, tức là cái vùng này ha. Thì tới cái đoạn bên đây thì mình cũng đã chốt bớt rồi ha, chốt bớt rồi, và hiện tại á, là còn một phần ở vùng này, thì khả năng á, vàng bây giờ nó bắn rất là nhanh rồi, thì nó lên tới cái vùng này nè, đây ha, đây là một số cái vùng cung tiếp theo của vàng, thì khả năng vàng nó có thể là nó sắp tới ha, nó có một số cái nhịp nó chỉnh hoặc là đi ngang quanh vùng này. Thì mọi người nếu mà anh chị nào quan tâm đến vàng thì cũng có thể là canh đầu tư hoặc là mua thêm khi mà nó cái nhịp chỉnh hoặc là đi ngang này nó tích lũy, cái nhịp tích lũy ở đây nó đủ ha, thì mọi người cũng thể canh vào ha. Rồi thì chính vì cái mối lo ngại, mọi người cũng để ý vàng thường nó đi ngược với thị trường chứng khoán ha. Thì ngày hôm nay mọi người thấy thị trường chứng khoán giảm và vàng nó tăng mạnh cũng là một cái điều hiển nhiên ha. Rồi thì bên cạnh vàng ha, cái điểm nhấn mọi người cần chú ý, bên cạnh vàng thì chúng ta còn có giá dầu ha. Ở chiều ngược lại thì vàng tăng 1.59%, còn dầu ha, dầu thì ghi nhận cái mức giảm đến 1.3%. Mọi người để ý là cái vàng dầu hàng hóa thì tụi nó đánh cái đòn bẩy rất là lớn, nên về bản chất là 1-2% là rất là nhiều mọi người nhé. Thì trên cả dầu Brent và WTI đều ghi nhận cái mức giảm từ 1.26% cho tới 1.4%. Thì cái điều này nó tác động cái việc mà giá dầu tăng á, thì nó lại tác động tích cực đến cái nhóm cổ phiếu dầu, nhóm 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 đầu nguồn, đầu ngành, đầu nguồn ha, tức là thuộc các nhóm cổ phiếu khác như như BVD ha, BVT lại tác động tích cực tới nó. Và ngược lại thì giá dầu tăng thì lại tác động tới cái ông mà có nguyên cái nhóm ở cuối nguồn, đó là gas, và tác động tiêu cực đến gas và TR ha. Rồi ok, thì đó là một số cái thứ nhất là cái điểm nhấn vĩ mô về cái kênh hàng hóa ha, thì chúng ta có vàng và dầu ha. Rồi thì tiếp theo thì chúng ta xem qua về cái hoạt động của quỹ ETF ha. Thì điểm nhấn tiếp tục ở cái phiên hôm nay đó là cái phiên ghi nhận cái phiên thứ năm ha, trong một chuỗi phiên giảm quy mô, một chuỗi phiên bán ra của quỹ ETF E1 ha. Thì khả năng bữa giờ họ cũng bán rất là nhiều rồi, thì với quan điểm cá nhân của mình thì khả năng thì có thể là một số phiên đầu tuần sau thị trường nó chỉnh ha, và khả năng là cuối tuần sau ha, và qua tới tuần tới là bắt đầu là các quỹ này họ sẽ mua trở lại ha, họ bắt đầu mua rồng trở lại, nên mọi người cũng chú ý chỗ này ha. Rồi rồi ok, thì thêm một số cái tin liên quan về tin trong nước mình ha. Thì chúng ta có hai cái điểm nhấn chính ha. Thứ nhất là một cái tin vui cho các cổ phiếu thuộc ngành thép, đó chính là Bộ Công Thương ngày hôm nay đã kiến nghị chính phủ ha, có cho thực hiện những cái chính sách thuế và ưu đãi đầu tư để thu hút các nhà các doanh nghiệp sản xuất mở rộng, hoặc là để thu hút thêm cái khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư tiềm năng mới để phát triển các dự án liên quan tới thép cán nóng ha. Thì chính điều này đó khả năng là trong quý quý 2 này ha, quý 2 này thì cái nhu cầu của cái ngành, nhu cầu của cái thép phục vụ cho cái nhóm ngành cái việc mà cho cái nhóm ngành cơ khí chế tạo á, và cũng như là cái công nghiệp, là cái ngành công nghiệp mình xây dựng nghề nó càng tăng ha. Chính vì cái việc do nó xuất phát từ cái việc mất cung cầu về cái thép
nha. Thì đó, cái với cái tin vui này ha, thì các anh chị nào mà nắm cái cổ phiếu ngành thép thì cứ gọi là kê cao gối mà ngủ hàng đêm anh chị ha. Ok, thì chút xíu mình cũng sẽ phân tích điểm qua một số cái cổ phiếu đầu ngành, một số cái cổ phiếu hay của ngành thép ha. Ok rồi, và ở một cái tin ở chiều ngược lại đó là cái tin liên quan đến tình hình Covid ha. Rồi thì trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm khoảng hơn 60 ca nhiễm Covid rồi, thì trong đó là có đến 57 ca nhiễm từ cộng đồng trong nước. Thì tính đến cái thời điểm hiện tại đó, tổng số ca nhiễm trong 2 tuần vừa qua là đã hơn 120 ca rồi ha. Đó thì đây là một cũng là một cái mà mọi người cần chú ý ha, cần note kỹ là chỗ này ha. Rồi, ok, thì đó là cái điểm nhấn qua về cái tình hình vĩ mô ha, vĩ mô cũng như là một số cái view của mình về cái thị trường trong cái phiên ngày hôm nay. Rồi, ok, thì như cái mình nói lúc nãy ha, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào phân tích một số cái cổ phiếu hot trong ngày hôm nay ha. Ok, thì cổ phiếu đầu tiên ha, cổ phiếu đầu tiên phải chúng ta phải kể đến chắc đó là HPG ha, nhóm cổ phiếu ngành thép HPG. Ok, thì Hòa Phát, thì Hòa Phát á, như trong cái phần mình nói trước đây á ha, thì ok, mình check thử cái tình hình cung cầu cổ phiếu trong hôm nay sao ha. Ok, cả nhà là mình. Ok, thì đối với cổ phiếu Hòa Phát, chúng ta cùng điểm qua cái tình hình cung cầu của cổ phiếu trong phiên hôm nay ha. Rồi, phiên hôm nay thì hầu như cái khối lượng cũng có khá nhiều cái lệnh mua Hòa Phát ha, tập trung ở cái vùng 60 ha, tới 2 triệu 3 cổ phiếu mua ở cái vùng 60 ha, và họ mua rải 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 lên cho tới vùng 61, thì bắt đầu vùng khoảng 60.5 61 thì bắt đầu có một số cái lệnh bán nó đẩy ra vùng này ha. Thì ok, thì đối với cổ phiếu Hòa Phát á, thì vừa rồi ha, là và hệ thống bên mình có cập nhật một số cái cập nhật cái tình hình cái kết quả kinh doanh mới nhất của các cổ phiếu ha, quý 1 ha, quý 1 đây thì hiện tại cái định giá của Hòa Phát á, nó được nâng lên cái vùng là 66.5 cho tới là 75.8 nha. Thì rồi, thì bên cạnh đó, thì bên đối với phòng research của bên đơn vị KEVS thì họ cũng cho cái định giá của Hòa Phát vào khoảng 68, họ mới ra hôm hôm kia luôn ha. Họ cũng cho cái định giá mới ở vùng là 68.000 cho một cổ phiếu trong quý 2 này, quý 2 quý 3 này ha. Mọi người chú ý chỗ này ha, thì Hòa Phát vẫn còn cái kỳ vọng khá là nhiều. Ok, thì có một số anh chị cũng đưa ra một số cái view ồn, mặc dù định giá nhìn nó ngon như vậy nhưng bây giờ cũng giá 60 rồi, còn tăng được khoảng 10% mười mấy phần trăm thôi, thì mình đánh như thế nào? Thì nếu mà mình đánh thì ăn không có nhiều, mà muốn ăn nhiều thì phải margin, mà đoạn này margin thì có quá rủi ro hay không. Ok, thì mọi người cũng có thể nha, ngoài cái Hòa Phát thật ra là cũng có một cái kênh mới, nhưng mọi người cũng có thể là nên thử, đó là cái kênh chứng quyền ha. Thì thay vì mọi người mua cổ phiếu Hòa Phát thì mọi người có thể là bỏ ra một ít vốn ha, để trải nghiệm thử đối với cái loại chứng quyền Hòa Phát ha. Thì khả năng cao á, là Hòa Phát có thể đạt được cái target này với tình hình vĩ mô, và nó rất nhiều cái điểm cộng cho cái ngành thép trong cái quý 2 này. Thì mọi người cứ tự tin ha, cứ tự tin đến với cổ phiếu Hòa Phát ha. Ok.
Rồi thì ngày hôm nay thì nước ngoài họ cũng giảm ha, giảm việc bán ra, nhưng họ vẫn bán ròng nhưng mà họ giảm cái khối lượng đi khá là nhiều ha. Rồi ok, thì đó là cổ phiếu Hòa Phát ha. Hiện tại ha, cổ phiếu vẫn giữ giữ được nằm trên MA 20 ha, thì họ tức là họ vẫn giữ được dòng tiền ngắn hạn nên là chúng ta chưa có những cái vấn đề nào đáng lo ngại ha. Rồi ok, cổ phiếu thứ hai rồi, nhóm cổ phiếu thứ hai đó là CTG. Ok, CTG thì bữa trước mình cũng có nói về cái triển vọng của CTG rồi ha, khả năng là cái triển vọng tăng trưởng trong tương lai của CTG nó cực kỳ khủng luôn các anh chị ha. Thì với tiềm lực của CTG ấy, thì hầu hết mọi người đang đợi một cái nhịp, mọi người đợi một cái nhịp gọi là phát hành thêm, tăng vốn ha. Khi nào CTG họ tăng vốn xong thì họ sẽ bay và họ mua rất mạnh. Còn đoạn này trên tinh thần là họ cứ swing thôi, mua lướt thôi ha. Thì thật ra CTG là một trong những ngân hàng có cái tiềm lực tăng trưởng về tín dụng cực kỳ khủng luôn anh chị ha. Thì bây giờ là CTG nó bị cái hiệu ứng gọi là nghẽn ngổ chai ha. Thì khả năng là sau khi CTG bắt đầu phát hành tăng vốn xong ha, cổ phiếu thì cái tình hình kinh doanh của CTG sẽ tăng cực kỳ khủng, cực kỳ mạnh luôn, cải thiện cực kỳ tích cực luôn. Thì đây cũng là một cổ phiếu mọi người đáng điểm nhấn, đáng chú ý ha. Thì về kỹ thuật thì hôm nay có một cái phiên ha, vừa rồi có một cái nhịp test đỉnh và hôm nay là cái phiên có dấu hiệu là khả năng sẽ là vượt đỉnh. Thì thật ra nhịp này thì chưa đủ đâu, một nhịp test lên xuống ha. Thường mọi người chú ý nè ha, test ha thì nó sẽ bật xuống, bật lên một nhịp nữa, tức là một cái bay nhỏ ở đây. Ok, tức là khả năng như vậy. Thì nếu các anh chị nào quan tâm tới CTG thì cũng vẫn, thật ra mình vẫn còn cơ hội để bắt cổ phiếu trong các phiên sắp tới ha. Rồi ok, thì đây là cái case sơ qua về CTG. Rồi thì mọi người cũng nhìn thấy là cái bắt đầu cái lệnh mua họ bắt đầu nảy vào mạnh ở cái vùng là 43, họ bắt rất là nhiều cái vùng 43 ha. Ok 43. Rồi rồi, và hôm nay CTG đóng cửa gần như cao nhất phiên ha, giá 43.8. Ok. Rồi mọi người nhớ chú ý cái trục xoay của CTG nằm ở vùng 43 nha ha. Rồi khả năng dưới 43 là họ vác hàng ra bán, ở trên 43 là họ lại giữ họ mua. À rồi mọi người chú ý chỗ này. Ok thì với kết quả, với tình hình cái update của kết quả kinh doanh mới đó, thì CTG được định giá đến 59 ha, cho tính 67 lần. À ok, và ngay cả SSI Research họ cũng ra báo cáo CTG ở mức định giá khoảng gần 51.000 trên một cổ phiếu. Ok thì có vẻ đây là một cổ phiếu rất tiềm năng cho chúng ta trong thời gian sắp tới ha, nếu mà anh chị quan tâm tới nhóm ngành bank ha. Rồi và hôm nay có vẻ là cái sân chơi của ha, cả không phải không chỉ hôm nay mà là cả tuần này, nó là cái sân chơi của nhóm ngân hàng đúng không ạ? À, chúng ta tiếp đến cổ phiếu thứ ba đó là HD Bank ha. Ok thì HD Bank firm breakout bay ha, firm đây là cái firm gần như là gọi là cái firm breakout điển hình rồi ạ. À, mẫu hình chuẩn chỉ trong sách ha. Thì nên làm, nhưng mà mọi người cũng đừng có vội ha, đừng có vội đối với nhiều thị trường này, đối với những cái thị trường này thì nha, cổ phiếu nó tăng rồi cũng sẽ quay lại chỉnh, và cái xác suất là đến là 60% nó sẽ chỉnh về cái vùng bay ha, tức là cái vùng đỉnh cũ, vùng nền của nó vào khoảng là vùng 28.6 ha, nên mọi người gọi là đừng có vội gì hết ha, không có vội nha. Ok rồi, đây là cây HD băng. Thì bữa rồi á mình cũng trên cái bài review đầu tiên á, thì lúc đó là CTG nó đang ở HD băng, nó đang ở đây, thì mình cũng cho mọi người cái tín hiệu và cái phân tích về cái vùng nền của cổ phiếu nó ở đây ha, và cái dấu hiệu vol nó cạn kiệt như thế nào. Thì bây giờ nó đang chạy rồi thì khả năng bên đây, thì với cái tình hình mà Covid thì nó cũng hơi biến động thất thường vậy, thì khả năng
là T, đây là phiên T0 nè, 1, 2 và T3 là cái phiên những cái phiên cuối tuần này ha, thì cái HD băng sẽ tiếp xúc với phải phải đối mặt với một cái lượng hàng chốt lời của nhà đầu tư ha. Thì cái khả năng mọi người cũng có thể canh cái vùng 28.5 mọi người bắt ha. Rồi ok, mọi người chú ý ha. Rồi rồi còn đặc biệt ở đoạn này thì hạn chế mua đuổi ha. Hạn chế mua đuổi những cái firm như vậy ha. Ok, chúng ta cùng nói một chút về cái định giá của HD băng ha. Thì HD băng định giá từ 38 tới 43, nhìn chung nhóm band này với cái tình hình kinh doanh, gọi là với cái kết quả kinh doanh rất là tốt, cực kỳ tốt ở cái quý 1 và có thể là sang cái quý 2 của năm nay luôn, thì hầu hết cái nhóm ngân hàng đều được định giá khá là tốt ha. Rồi ok, thì ở phòng research của bên VCI thì họ cho vùng 28.8 thôi, thì mọi người có thể chiết khấu cái vùng này về có thể tầm vùng 35 ha, 35, 34, 35, thì tức là kỳ vọng lợi nhuận chúng ta khoảng từ 10 đến 15% nha, cho HD3. Ok rồi, thì mọi người có một điểm nhấn mọi người nên chú ý là hôm nay thì HD băng bị bán nước ngoài bán ra tới lượng tới 2 triệu 7 cổ ha. Rồi ok, đó là cây thứ hai HD băng. Cây thứ ba HD băng. Rồi vào cây tiềm năng thứ tư, đó là TV băng, và cây cuối cùng là ACB ha. Gần như năm nay là sân chơi của nhóm ngành ngân hàng. Rồi thì đối với TV băng thì vừa rồi ha, chúng ta có thể là cái việc mà phân tích TV băng, phân tích HD băng, đó là một cái bước đệm, hay giống như một cái bước đệm cho cái firm của TV băng đúng không ạ? Ok ha, thì mọi người cũng thấy cái firm của nó rất là kỹ rồi ha. Rồi tuy nhiên á, thì ngày hôm nay á, cổ phiếu thường break out thì nó phải break out ngay đỉnh, và vol nó to là to ngay đỉnh thì nó mới chuẩn chỉnh ha. Thì ở đây thì nó break out, nó tăng lên thôi, nó chưa vượt đỉnh, nó chưa gọi là break out, và với cái lượng vol lớn như vậy ha, tức là nó cho thấy là nhà đầu tư cũng khá là nóng vội nóng vội đối với ông TV bằng này. Thì bên cạnh cái việc trong tức là đây là mới đánh dấu cái phiên đầu tiên ha, thể hiện cái dòng tiền bắt đầu nó vào VP băng rồi ha. Thì đối với cổ phiếu VP băng này thật ra mình cũng đánh giá rất là cao, bởi vì VP băng là một trong những cái ngân hàng mà có cái hiệu suất, gọi là hiệu quả đầu tư ha, cái ROE cao nhất trong nhóm bank ha. Thì đây là một trong những cổ phiếu mình đánh giá rất là cao ha. Rồi thì nếu mà trong các phiên tới cái dòng tiền bắt đầu nó tăng, tức là nó tăng mạnh và nó đều, mọi người nhớ ý nhớ chú ý nha, tăng mạnh và nó đều à, chứ không phải là một cái phiên, nếu mà nó chỉ lọt chọt một phiên và phiên ngày mai cái thanh khoản nó lại thấp á, thì đó không thể nào gọi là cái phiên tăng break out tốt được ha, gọi là chuẩn chỉnh được được chưa mọi người chú ý nha. Firm bay à, như vậy thì ổn rồi, nhưng mà chưa có nhưng mà cần cái dòng tiền nó phải thể hiện cái sự gì đó, nó phải vào đều thì mới gọi là cái thì mới gọi là một cái firm chuẩn ha. Ok thì TP Bank cũng là một cái cây tiềm năng ha. Rồi ok, tiếp tục thì vừa rồi thì chúng ta review, vừa review qua các nhóm cổ phiếu kéo giá, kéo thị trường tăng, và ở chiều ngược lại ha. Ngược lại thì cũng trong nhóm băng chúng ta có hai cổ phiếu, đó là Vietcombank và BIDV ha, nằm trong top giảm. Ok thì Vietcombank khả năng thì mình cũng có, hôm vừa rồi mình cũng có chia sẻ ha. Thì ok, với tình hình của Vietcombank ha, thì khả năng là ôi Vietcombank thì ở bên SSI họ cho cái bên research cho khoảng là vùng 144 ha, 114 114. Còn bên hệ thống Finicity khi cập nhật cái tình hình mới nhất của nó thì lại cho nó về bảng vùng từ 70 tới 78 thôi. Thì ok, thì mình sẽ kiểm tra lại cái nguyên nhân tại sao mà nó dễ dẫn đến cái việc này ha. Ok rồi, thì đối với Vietcombank thật ra là mình thấy cái firm firm vừa rồi mình nói nó khá là giống với cái firm big mà cái nhịp giảm ở đây nè, ở dưới đây nè, thì thật ra mình vẫn kỳ vọng khá là vẫn kỳ vọng tương đối cao vào Vietcombank. Thì mọi người cũng chú ý nha, nếu với cái trường hợp mà nó giảm như vậy nè, mọi người chú ý chúng ta có thể
đối với form này thật ra về nội tại cơ bản chúng ta không có cái gì chúng ta phải lo hết ha. Tuy nhiên chúng ta có điểm vào nhưng chúng ta cần vào những cái vùng hợp lý ha, hợp lý. Thì đối với Vietcombank thì chúng ta khả năng là cái vùng chúng ta có thể canh ha, cái điểm mua đẹp ha, đó là từ vùng từ 94 cho tới 95 nha mọi người, chú ý là đối với Vietcombank ha, vùng 94 tới 95. Rồi bên cạnh đó đó, nếu mà cái vùng này ha, nếu mà cái vùng này nó có, nếu mà thị trường nó có những cái biến động xấu ha, khiến cho cổ phiếu nó rơi khỏi vùng này, thì lúc đó chúng ta có cái lực đỡ ha, có tiếp tục cái lực đỡ của cái đường là MA 200 ha. MA 200 thì thật ra là nó cũng sẽ xích từ đây thôi, tức là về khoảng 92.5, 92.5 cho tới 95, nói chung cái vùng này ha. Thì Vietcombank ha, với cái vị thế là một trong những cái ngân hàng đầu ngành, thì mình nghĩ là nhóm bank được sóng chạy sóng thì Vietcombank cũng không không đến nỗi quá là sóng ha. Ok, thì rồi khả năng là hôm nay Vietcombank cũng chỉnh, cũng là do cái việc nước ngoài họ bán ròng khá là nhiều ha. Rồi ok, cung cầu thì tập cái khối lượng mà cái khối lượng mà giao dịch họ lại tập trung chủ yếu ở cái vùng, mọi người chú ý nha, cái vùng ở 98 ha, 98 thì khả năng là họ rất khá nhiều người mua và cũng như là bán ở cái vùng 98 này ha. Thì nếu mà đến cái phiên mà T3 đó ha, T3 ha, tức là từ giờ cho tới cuối tuần, thì nếu mà Vietcombank nó có giá ở cái vùng đâu dưới đây nè ha, thì những nhà đầu tư mà họ bán ở đây đó, họ bán ở đây nha, họ bán ở đây thì về đây họ thấy cái khả năng là hấp dẫn rồi, họ bay vô họ mua lại được chưa, họ bay vô họ mua lại cũng tạo cái lực bắt đáy ở đây ha. Rồi rồi còn những người mà họ đã mua ở đây á, thì đối với thị trường này thật ra giảm từ đây về đây nếu mà chưa có tin xấu thì họ cũng sẽ hold, họ hold ha, rồi và chờ nó hồi lại, để tại vì cái này cũng chưa gọi là giảm quá là sâu đâu ha, chưa có gọi là chưa tới 10% thì họ cũng chưa có cắt lỗ đâu ha. Ok, đây là khay Vietcombank, và khay tiếp theo đó là Vinamilk. Thì hiện tại Vinamilk nó đang về gần tới cái vùng target của mình rồi đó ha. Thì cái này chúng ta cho cái biên nó rộng một chút ha, bởi vì ngày trước cái vùng cái cung của nó ha, cây nến nó kéo nó quét khá là tốt, thì khả năng cái vùng này là cái vùng chúng ta có thể nghiên cứu cái việc bắt đáy T3 rồi. Bắt đáy mình nói là T3 nha, T3 nha, chứ mình chưa nói nó là dài hạn nha. Ok, thì T3 là khả năng từ cái vùng 84. Ok, từ 84 cho tới 87 được chưa? 84 cho tới 87, tức là khả năng trong những phiên cuối tuần này nha. Cuối tuần này thì chúng ta có thể bắt đáy cái nhịp gọi là T3 của cổ phiếu rồi, mình nói T3 thôi chứ T3 thì khả năng nó sẽ quay lên nó test một số cái vùng. Ví dụ như đây là một cái vùng cung, nó quay lên nó để test. Thì từ 80 8 84 cho tới 85, rồi nó lên tới 92 rồi nó quay trở lại nó test, có thể là như vậy hoặc là như vậy ha. Ok, thì mình sẽ dựa vào tình hình sắp tới để mà mình phân tích tiếp. Được rồi ha, thì đây là cái kịch bản của cái cổ phiếu Vinamilk ha. Thì ngày hôm nay mình cũng thấy là khá là nhiều người lên diễn đàn than rồi, và tin xấu nhiều thứ nó cũng ra, nó cũng ngày hôm nay khá là nhiều người than rồi tin xấu này kia cũng nói xấu về nó rất là nhiều, thì khả năng là mọi người cũng cắt lỗ là xử lý nó rồi, nên là khả năng là nó sẽ có một cái nhịp hồi ngắn hạn khẩu tận cam lai mà. Rồi ok, mọi người chú ý tới khay Vinamilk ha. Rồi ok, tiếp tục thì sau Vinamilk chúng ta có Vinhome. Vinhome ha, thì Vinhome tiếp tục cái chuỗi giảm kể từ khi lập đỉnh ở cái vùng mà 112 ha. Thì hiện tại Vinhome chỉ còn giá khoảng 97 thôi, 97 thôi ha. Thì Vinhome đang nằm tại một cái vùng cầu, vùng cầu. Tuy nhiên vùng cầu này không không quá mạnh, không quá mạnh ha, thể hiện cái lực nến trước đây nó buồn lên không có quá ha, không có cái lực nến không có quá to đây. Thì khả năng nếu mà tình hình nó không được tốt thì Vinhome nó phải rơi tiếp, hoặc là đi ngang ở vùng này, hoặc là nếu mà rơi á, nếu mà rơi thì sẽ không dừng ở đâu đây, ở đây đâu, nếu mà rơi thì phải vùng về đây này, tức là về từ vùng khoảng về trở lại cái vùng 90 ha, 90 cho tới 90 khả năng 90 cho tới 93, tức là sẽ về và xoay quay quanh vùng này ha, nên mọi người cũng cẩn trọng chỗ này ha.
Thì một là sideways ở vùng này luôn, còn nếu mà đã thủng cái vùng mà 96 rồi đó thì khả năng sẽ về đây 90 cho tới 93 nhé. Ok rồi, đây là đối với khay Vinhome. Vinhome thì ok, chúng ta check qua tình hình cung cầu của Vinhome ha. Thì mọi người cũng thấy là cái sao ạ, màu đỏ ha, nó chỉ một thế. Ngày hôm nay thì cái khối lượng bán quét bán của nó lên tới gần 3 triệu rưỡi ha, ha. Rồi và mua thì có khoảng 1 triệu 6 thôi. Ok, đó là cái khay Vinhome. Rồi khay cuối cùng đó là BIDV ha, nhóm ngân hàng. Rồi ok, thì đối với BIDV thì thật ra firm hiện tại nó không có firm trend, hay nói là nó đang ở trong cái đoạn gọi là mẫu hình nè ha. Chỗ này chúng ta cũng chưa gọi là downtrend được ha. Ok, cũng không gọi là uptrend được, nó đang trong mẫu hình. Ok, thì ở cái đoạn này, cái đây là cái firm mình dự phóng thôi. Thì cái khả năng ông BIDV thì thật ra dòng ngân hàng chạy chung mà ha, thì khả năng thì ông sẽ như vậy. Cái này là theo cái kịch bản, nếu mà theo đúng cái firm mẫu hình tam giác thì là sẽ như vậy ha, nha, không như vậy. Ok, thì mọi người cũng chú ý đó là cái vùng này á, nè mọi người chú ý là cái thanh khoản ở đây nó khá là cạn kiệt, ha, và có một số cái khối lượng còn nó xuất hiện và nó tăng lên khá là tốt ở đây, thì khả năng có một cái dấu hiệu bắt đáy ở vùng này nhé, mọi người chú ý ha. Thì khả năng là có nhịp hồi của BIDV đó. Rồi, ok, rồi đó là cái khay cuối cùng trong cái nhóm giảm, ha. Rồi. Ok, thì cái chương trình review của hôm nay của chúng ta đến đây thôi ha. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã follow và theo dõi cái cũng như là ủng hộ cái kênh của Finexi ha. Hẹn gặp các anh chị trong cái buổi review tiếp theo ha. Mọi người nhớ đừng quên bấm subscribe cho kênh, cũng như là để lại những bình luận về những cái mã cổ phiếu mình quan tâm, hoặc là về những cái đóng góp để mà đóng góp về cái nội dung chương trình để mà bên Finexi của tụi em có thể là phát triển nhiều hơn nữa, phát triển tốt hơn nữa và phục vụ được đến đúng cái nhu cầu của các anh chị ha. Rồi, ok. Rồi, bye bye cả nhà.